Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay là Phong Hòa, Lai Dung, Đồng Tháp. Chỗ anh Tài giới thiệu đó các bạn. Xin mời. Rồi em chào anh Tài ơi. Chào Hòa Hòa. Dạ. Hôm nay anh nhà Hòa đến đây quay tiếp anh clip thứ tư. Rồi. Cũng giới thiệu một số cây khí gần với có mấy cây mai chiếu thủy. Rồi. Ok, cảm ơn anh nhiều. Số điện thoại này. Số điện thoại anh là 0983569981. Rồi, ok, cảm ơn anh. Rồi anh vô trong. Cũng như lần trước anh lần trước là anh không có bao phí đó. Rồi. Cho nên anh em bán anh em gần gần đây tiện quá. Rồi. Rồi ok. Cũng vậy luôn. Rồi anh vô trong cho nó đỡ nắng. Xoay đi anh. Chuyến trước bán có bao phí cái mấy anh em xa mua không à? Chuyến này bán không phí cái anh em gần mua không? Gần. Khỏe. Như vậy là mã số 1 là khế gân nha mấy anh. Khế gân. Cái khế gân này có cái hoành tổng là 75. Vì là cái bề hoành đó hả? Cái hoành tổng là hoành tổng 75. Rồi ok anh. Cái thân trước của nó là 33, thân sau là 42. Giống như một thân đại diện ha. Thân đại diện. Thân đại diện. Tại vì nó là con thú nó dính liền. Hai thân này dính liền nha. Rồi anh cho tròn vòng luôn ơi, tròn vòng, xe tròn vòng. Còn cái hoành tổng này lớn lắm, hoành tổng tới cả trăm mấy. Cái hoành nó đế. Rồi, mã số 1 cái gân, rồi chiều cao nó nhiêu vậy anh? Chiều cao nó là 105. Chiều cao thì 105. Đo hết trơn rồi. Nãy giờ không ngồi đo. Rồi, rất là tiện dụng, chiều cao thì 105, cái gân. Còn cái tàn nó là 100. Dạ, xoay đi anh, xoay xin về vòng. Rồi, cái gân này anh báo giá nhiêu? Cái này anh báo giá 5 triệu, anh đo thử cái hoành cho anh ta biết, để cái chậu nè. Cái hoành ghế đó nè. Là... một thước 45. Rồi ok, như vậy là mã số 1 có giá là 5 triệu nha mấy anh. Rồi ok, phụ đổi tiếp dùng cái đi. Rồi số 2. Ô, một con gà mái. Số 2 mấy anh ơi, số 2. Cái số 2 này nó có cái mình của con gà, con thú nó là nó 67 hoành á. Cái 67. Nguyên cái mình là 67. Còn cái đầu của nó là có mà 22 ha. Khiêm tốn thôi. Khiêm cái tốn. Đầu. Rồi cái okay. Cổ của nó. Rồi số 2 báo giá luôn ơi. Rồi cái số 2 này anh bán 3 triệu rưỡi. 3 triệu 500 ngàn mấy nơi. Là phí ship là nó là không có bao ha. Dạ không có bao. Báo giá tại vườn. Rồi phụ đổi luôn. Rồi số 3 lên. Rồi mã số 3 mấy anh ơi. Cái số 3 cũng là cái gân. Cái rồi. Nào cái nó già dữ dằn. Xoay luôn anh ơi, xoay luôn, xoay luôn. Số 3. Nói chung cây nào nó cũng ung nằng dữ dằn, già. Hồi nhỏ anh ta chặt căn đây, bây giờ nó lên tược đây. Chỗ nào anh? Tôi coi hồi nhỏ tôi đốt ngang cái thân nè. Bây giờ nó liền, nó liền rồi. Giờ nó dưỡng cái tược này, bữa hổm cao nó cắt bỏ cho nó. Rồi, nó tròn vòng luôn rồi. Rồi đọc thông số luôn ơi. Rồi cái hoành của nó là 29. 29. Chiều cao nó 42. Dạ. Cái này anh Zalo 2 triệu. Mã số 3. Mã số 3 có giá là 2 triệu. Rồi, phụ đổi luôn. Nó phụ đổi luôn. Rồi, số 4 lên. Số 4 là em nào? Đây. Mã số 4 anh ơi. Số 4 cũng là một cái con thú. Rồi, thú. Cái này anh em về nhà là để chờ để hái trái ăn nha. Có bông có trái rồi nè. Bông trái luôn rồi bông nè. Có trái đây nè. Đâu rồi? Có luôn, có luôn. Có luôn, có trái luôn. Anh em về là chăm sóc là có trái ăn luôn. Rồi, mã số 4. Đây cũng là hình dáng một con thú. Rồi ok. Nó có cái hoành là 23. Hoành 23. Chiều cao của nó là 115. Chiều dài của con thú này là 37. Rồi, 37. Đang 37. Cái này anh Zalo là 3 triệu. Mã số 4 là 3 triệu. Mã số 4 có giá 3 triệu mấy anh ơi. Rồi, đổi luôn. Rồi số 5 lên. Số 5 ấy anh ơi, số 5. Cái số 5 này nó có cái hoành là 24. Hoành á, rồi 24. Chiều cao của nó là 67. Chiều cao 67. Cây này nó già dữ dằn, u nằn cái chân. U nằn hết rồi mấy anh ơi. Rồi, okay. Báo giá số 5 luôn ơi. Rồi, cái số 5 này anh Zalo với giá là
2,2 triệu. 2,2 triệu mã số 5 anh ơi. Bộ đế không có chống chỗ nào hết. Coi cho bộ đế chơi. Bộ đế nè. Rồi đổi luôn. Số 6. Rồi tròn vòng luôn rồi, số 6. Số 6 này nó có cái hoành là 33. 33. Hoành 33. Có cái dáng bay là 115. Dạ. Cái định cũng già dữ dằn. Nó u nằn hết trơn. U nằn hết. Cái này anh giao lưu với anh em là cái giá là 2 triệu. Mã số 6 có giá 2 triệu mấy anh ơi. Phí ship là báo giá tại vườn, không có bao phí ship. Rồi đổi luôn, 2 triệu mã số 6. Rồi số 7 lên. Rồi số 7 mấy anh ơi. Số 7. Xây luôn ơi, xây luôn. Số 7 này có cái dáng dáng long, long dáng. Long dáng. Xây luôn anh ơi, xây luôn. Rồi cây này nó có cái hoành nó là 30. Hoành thì 30. À 30. Có cái tàn bay là 117. Tàn bay 117. Cái mà bộ đế này không có đo, để đo thử cái đế nha. Đo thử cái đế anh ơi. Cái đường kính của cái đế là 45. Rồi 45. Cây này anh giao lưu là 2,5 triệu. Mã số mấy vậy anh? Mã số 5. Mã số 7. Mã số 7 có giá 2,5 triệu. Rồi 2,5 triệu số 7 đổi luôn. Đổi số 7 luôn. Rồi số 8 lên. Rồi số 8 đâu? Số 8 nè, phải không? Đúng rồi. Số 8 là ba cái này em quay ra ngang ba cái khỏi cùng đấy. Anh có cái chờ kìa. Rồi ba cây này anh giao lưu mỗi cây là 700 ngàn, nhưng ba cây em mua hết thì anh bán 2 triệu à. Ba cây nếu mà mua hết thì 2 triệu. Còn cái lẻ thì 700 ngàn cây. Còn nếu mà mua lẻ thì 700 ngàn cây. Cây này cái hoành là 23 nè, chiều cao là 72. Rồi anh đọc. Còn cái cây này cái hoành là 25, chiều cao của nó là 100. Rồi. Còn cây này hoành 32, chiều cao nó là 30. Rồi như vậy là ba cây này là nếu mà mua là 2 triệu. Còn nếu mà mỗi cây vậy là mấy anh? 700 ngàn. Rồi tới số 9 lên phải không ạ? Số 9 là 4 cây kim quýt. Này giao lưu với anh em một lượt 4 cây. Số 9 là 4 cây. Đây có giang thú. 4 cây mấy anh ơi. 4 cây, cây kim quýt này là cái hoành 30. Rồi 30. Chiều cao là 52. Dạ. Cụ đế rất là lực. Cụ đế thằng nào nấy nó hơn ghế nào nó lớn bằng cái thằng. Kia bằng kim quýt ha. Kim quýt. Kim quýt. Còn cây kim quýt này là cái hoành nó 43. Rồi. Chiều cao nó là 50. 50. Còn cái cây kim quýt này là cái hoành của nó là hoành bằng 33. 33. Chiều cao là 25. Dạ. Còn cây này là hoành là 33. Chiều cao là 45. 45. 4 cây này anh bán 5,5 triệu. 4 cây này là 5,5 triệu. 4 cây luôn. Rồi một lô 4 cây nha mấy anh. 4 cây 5,5 triệu. Rồi tiếp tục đưa cây số 10 lên anh ơi. Kề số 10 ra cây khế kìa. Số 10. Rồi xây luôn ơi, xây luôn. Cây 10 này có hình dáng con thú này, nó có cái hoành là 29. Hoành 29. Chiều cao của nó là 60. Chiều cao 60. Đo thử cái đường kính của con thú, cái đường dài của con thú. Đường dài của con thú là 37. Rồi 37 mấy anh ơi. Cái mình của nó con thú. 37. Nó cái mình của nó cũng là cái đường kính của đế luôn đó. Dạ. Rồi cây này anh giao lưu với cái giá là nhiêu ạ? 2,2 triệu. Rồi số 10 có giá 2,2 triệu. Rồi đổi luôn. 2,2 triệu. Rồi 11 lên. Rồi cái bên luôn. Cho 11 lên. Cây 11 này là cây cũ, hôm trước anh bán 1,8 triệu nhưng bán chưa được. Rồi. Thành ra giá này anh rút vốn lại anh bán là 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu thôi. Mã số 11 nha mấy anh. Cái hoành của nó là 35. Hoành 35. Chiều cao là 115. Chiều cao 115. Cái này nó già dữ lắm mà tại cái rễ nó không được to. Rễ nó dòm thấy hơi xấu. Rồi đó. Rồi anh xoay tròn vòng giùm em cái này, xoay đi. Rễ nó dòm thấy hơi xấu. Được rồi, có cái anh kia anh ở ngoài Hải Phòng anh mua mà ảnh đòi bao phí cái không biết phí nhiêu cái thôi.
Rồi tròn vòng luôn ơi. Rồi giá em này nhiêu anh ơi? Anh bán lại 1,5 triệu là giống rồi. 1,5 triệu. Rồi mã số 11. Rồi đổi luôn bạn ơi. Rồi 12 lên. 12 là cây quế. Cây quế. Quế này có gián thú nằm ở trong chậu hồi đó tới giờ. 12 mấy anh ơi. 12 là cây quế có gián thú. Rồi cho em xin tròn vòng trước anh ơi. Cái hoành của nó là 29. Hoành 29. Chiều cao nhiêu anh? Chiều cao này hết thước. Chiều cao thì hết thước. Chiều cao là 150 hết thước. Rồi, xin dòng nó đi nên xin dòng vô báo giá. Dòng nữa. Rồi, ok em này giá nhiêu anh ơi? Cái này anh giao lưu 1 triệu. Rồi, em Miệt Quế, mã thì, số anh đo thử cái đế cho người ta thấy cái mã số 12. Có giá 1 triệu đồng. Là 46. À 46. Rồi, xuống đi. Rồi ok, rồi ok. Rồi 12 13 lên đây coi. 13 là cái nào? 13 là cây hai cây ba cái này nè, một cặp nè. À 13 cái này. Này em ra đây giùm ha. Tặng dữ lắm thì không nổi nè. Rồi ok đó, được rồi đó. Được được được. Được ha. Được được được. Rồi đây là cái cây mai chiếu thủy. Có lắc được không ạ? À? Được được, lắc được. Lắc được. Lắc mai chiếu thủy nằm chậu mấy chục năm nay rồi, giờ anh đập cái chậu lấy ra toàn là rễ không à. Rồi, ok. Cây chiếu thủy da xanh. Chiếu thủy da xanh. Nó già quá trời già, trên này nó mình nó trắng luôn. Toàn là vuông rễ không, không có đất. Rồi, ok, như vậy là đo đến đây, đo được rồi đó. Rễ không mà lăn không nổi luôn. Anh đo ở cây gì? Rồi, đo này. Đi, đo đi. Rồi, vị trí này là 7 69, 70 đó. 70, rồi ok anh. Rồi. Còn cái hoành đế. Cái hoành đế là 100 rưỡi đây. 78 đi. 78 đi, rồi ok. Rồi. Rồi, chiều cao. Chiều cao tính từ cái điểm này. Dạ. Là 101, 100 chẵn. 100 chẵn. Rồi em này mã số mấy anh ơi? Cây này là mã số 13. Rồi 13 cái, với cái kia một cặp nữa, cái chung đi. Rồi anh chung. Chưa có giá ha. Chưa giá. Rồi trước tiên để sẵn đo luôn đi. Rồi đo luôn. Cái hoành nó tại chỗ điểm này là 68. 68. Rồi. Chiều cao giống như cây kia. Cái này một thước lẻ 5. Rồi đo thử cái hoành thân cho người ta thấy. Đo thử hoành thân đi. Là 44. 44 anh ơi. Rồi cái hoành đế này cũng là giống như hồi nãy, bự hơn nãy nữa. Này khoảng 190 á. 190. Bởi vì dư thước mà còn lại 3 gang anh nữa nè. Dạ. Rồi như vậy cặp này giá nhiêu anh? Cặp này cho lưu tại vườn là 8 triệu. 8 triệu một cặp nha mấy anh. À, một cặp. Vậy là mã số đó, mã số mấy ạ? À? 13. Vậy là 13 một cặp. Hai cây 13 này. Rồi một cặp là 8 triệu. 8 triệu. Một cây 4 triệu đi. À, bán nó gì nhỉ? Tại vườn. À. Không bao phí ship nha mấy anh. Ship. Rồi xây thử. Xây thử thì thử. Rễ không mà xây không nổi luôn. Rồi ok, vậy là 14 nằm đâu anh ơi? Rồi đi tìm 14. Bên rồi 14 anh ơi. Rồi cũng chiếu thủy da xanh nha. Rồi số 14. Đây, cái này 14 đây. 14 anh ơi. Rồi sẵn đo chiều cao luôn. Đo chiều cao chiều luôn. Chiều cao chỗ này là 50. 50. Rồi. Cái hoành của nó là 50-21. 51. Cái hoành của mình của con thú cái này là tính làm cái con công. Con công. Là 110. 110. Còn cái đường kính của cái bầu. Để biết đường mà cho chậu. Đường kính cái bầu là 59. Rồi 59 mấy anh ơi. Cái này. Cái này nếu mà ai mà chơi bonsai á thì khóa cái bộ đế này ra chơi bonsai vẫn được. Tại anh muốn để đây tàu thú chơi. Dạ. Yeah. Rồi như vậy là em này giá nhiêu anh? 14. Cái này anh giao lưu tại vườn 2,5 triệu. 2,5 triệu. À. 2,5 triệu tại vườn nha mấy anh. Rồi mã số 15. Rồi cây số 15. Đây là giá thiệu mấy cái này. Đây là lần đầu tiên anh mà có được cái giống mà cây chiếu thủy đặng keo này. Dạ. Yeah. Anh này giới thiệu cho anh em mỗi một cây 500 ngàn. Một cây sơ qua giùm anh cái. Rồi một cây 500 ngàn. À. Bây giờ đo thử một cái đường kính thử cây này đi. Ủa cái hoành chứ. Bậy rồi. Đối với cây này là cái hoành nó là 23. Rồi. Còn mấy cây này thì nhỏ hơn. Này chắc
16. Rồi, 15 này là một cây có giá là nhiêu? 500 ngàn, ai muốn lựa cây nào cũng được. Rồi, một cây 500 ngàn. Rồi, cây mai chú thủy đằng keo. Mai chú thủy đặng keo. Mày thấy đặng keo nó đặng keo đi. Cây 500 ngàn mấy anh ơi. Ừ, cái tên gì anh cũng không rõ. Rồi tiếp tục là cây gì anh? Rồi cuối cùng là cây bông trang vàng lá chung. Bông trang vàng lá chung. Đây này có một cái mã số là 16. Mã số 16 mấy anh ơi. Dạ anh để tại chỗ anh quay luôn cho khỏi mấy bạn. Dạ. Mã số 16. Rồi ok anh. Rồi không sao đâu anh ơi, không sao thì được rồi, vậy được rồi. Tại nó đụng cái tàn của chúng ta. Cơ bản vậy được rồi. Chiều cao khoảng nhiêu ạ? Chiều cao anh phóng khoảng 2m2, 2m3 gì đó. Chiều cao 2m3 đi. Cao rộng giống nhau. Thôi bộ đế nè. Thân thì cái cây lớn nhất của đây là 15. Dạ. Nó nhiều thân, chung một đế. Nó chung một đế với nhau. Chung một đế, rồi ok. Cây này nó già dữ lắm rồi. Cái cây mẹ nó chết rồi. Bây giờ còn cái con nó lú lên toàn là cái con không, cái mẹ là chết. Rồi bây giờ đo nguyên cụm nhiêu anh có đo chưa? Nguyên cụm là 71. Nguyên cụm 71. Rồi thân đại diện. Thân đại diện là 15. Thân đại diện 15. Đa số là thân đại diện 15 cũng nhiều lắm. Nó 3 4 rồi nó bị chóc da ở trong anh. Da này là do người ta bứng, người ta chở xe. Chở xe cho nên nó bị chóc không sao. Rồi ok. Rồi như vậy cái da này giá nhiêu anh ơi? Cái này anh giao lưu tại vườn là 4 triệu. 4 triệu đồng. Tại vườn nha mấy anh. Cái này là cây vàng nha. Trang bông lá chung bông vàng. Lá chung bông vàng. 4 triệu mấy anh ơi. Như vậy là 4 triệu. Màu vàng ha. Rồi như vậy là chào hết luôn hả sao anh? Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi anh chào hết. Chào bà con hết rồi. Anh cũng cảm ơn Hòa đã đến đây giúp anh clip này. Rồi ok. Anh cũng cảm ơn bà con trong những lớp vừa qua đã giúp cho anh rất là nhiệt tình. Rồi ok. Rồi tạm biệt anh luôn. Tạm biệt các anh chị. Rồi hẹn gặp lại mấy anh ơi. Mến chào tạm biệt. Rồi muốn chụp hình cây nào?